đốt pháo sáng ngay giữa đường trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 của cô gái đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn ngay. Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gái đang quay pháo sáng nhiệt tình thì bị công an tóm gọn được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Theo nội dung đoạn clip cho thấy, cô gái đứng giữa đường đang tích cực quay pháo sáng đón chào năm mới. Chỉ khoảng 10 giây sau, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ngăn chặn hành vi vi phạm. Không rõ cô gái sẽ bị xử lý như thế nào. Thế nhưng đoạn clip ghi lại sự việc đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với các bình luận như sau. Đốt bùi nhùi chắc không bị xử phạt đâu, nhưng cô nàng đốt ngay giữa đường gây cản trở giao thông, mất trật tự an ninh kìa. Hay, đốt pháo sáng này nguy hiểm đó mọi người, nó dễ bắt lửa lỡ bỏng, gây cháy thì phải làm sao, một cư dân mạng bình luận.